Bộ Y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia, một số đơn vị chuyên khoa nghiên cứu cho ý kiến về đề xuất vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Việc này làm cơ sở để xử phạt theo yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đề xuất căn cứ trên các yếu tố như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không cho sử dụng rượu bia, giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. Đây là cơ sở để đơn vị nghiên cứu đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở của lái xe. Hiện Nghị định 100 năm 2019 quy định với xe máy mức thấp nhất chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, mức phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Nồng độ tương tự nhưng với tài xế lái ô tô bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Mức phạt cao nhất của xe máy là 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng. Đối với ô tô là 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng. Pháp luật hiện hành quy định người có nồng độ cồn ở mức 3 dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt. Do đó, các ý kiến đề xuất nếu vi phạm nồng độ cồn vượt mức 3 vẫn nên phân tách thành các mức phạt hành chính cao hơn. Tài xế vi phạm nồng độ cồn đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến mất hoàn toàn kiểm soát, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc thì cần xử lý hình sự. Vấn đề này được hai bộ và các cơ quan liên quan thảo luận trong thời gian tới.